Giữa dàn diễn viên trẻ trung của Quỳnh Búp Bê như Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương, Doãn Quốc Đam, Trọng Lân, vân vân, một gương mặt phản diện quen quen xuất hiện với giọng trầm khàn, đôi mắt nhỏ, hàng ria mép cùng nụ cười đều đều. Gương mặt ấy đã từng khiến khán giả ghét cay ghét đắng với những vai diễn xấu như Trịnh Khả trong Chuyện Làng Nhô, Lê Thanh trong Chạy Án, Minh Hói trong Cổ Cồn Trắng và bây giờ là Cấn, chủ nhà hàng, kiêm động mại dâm thiên thai trong Quỳnh Búp Bê. Đó chính là đại tá nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải. Ít ai biết, trước khi chết vai với những nhân vật phản diện, Nguyễn Hải đã tốt nghiệp trường Đại học Mỏ Địa chất khóa 20 năm 1980. Khi ra trường, anh chàng sinh viên sinh năm 1958 thậm chí có thời gian nửa năm làm công việc của một công nhân, kỹ sư hầm lò ở Quảng Ninh. Khi có thời gian rảnh rỗi, Nguyễn Hải thường ra bãi sân vận động, nơi dựng rạp cho các đoàn kịch nói về biểu diễn phục vụ mục đích tuyên truyền để xem. Đam mê ánh đèn sân khấu từ đó, khi đèn sân khấu tắt, Nguyễn Hải lại có cơ duyên được tiếp xúc với thần tượng của mình là nghệ sĩ nhân dân Trọng Khôi, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh và cảm mến những con người cực kỳ có duyên này. Chính họ và lời nói trong buổi trà dư tiểu hậu ở góc sân vận động, "Ừ mày làm được đấy", đã tiếp thêm quyết tâm để Nguyễn Hải bỏ Quảng Ninh về Hà Nội theo đuổi nghề diễn. Năm 1981, Nguyễn Hải quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh ở khu Văn Công Mai Dịch và đến năm 1986 thì tốt nghiệp. Sau một thời gian công tác với Đoàn Kịch Nói Công an Nhân dân, đến năm 1990, Nguyễn Hải được vào biên chế chính thức. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Nguyễn Hải cũng từng đóng nhiều vai chính diện như Trung tá Hoàng Đàm trong vở Khoảnh Khắc Mong Manh của tác giả nhà văn Hữu Ước, đoạt huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp ở Hà Nội năm 1999. Vai đại tá tình báo Lê Đức Duy trong vở Sống trong cô đơn đoạt huy chương vàng trong cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tại Thừa Thiên Huế vào năm 2012. Tuy nhiên, nhìn chung số lượng vai diễn khốn nạn đến tận cùng thì vẫn áp đảo. Ở thời điểm hiện tại, ngoài danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, Nguyễn Hải còn là diễn viên mang hàm đại tá, nguyên phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Kịch Nói Công an Nhân dân. Trong 7 năm không đóng phim truyền hình vì bận công tác quản lý ở đoàn kịch, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải đã phải từ chối rất nhiều dự án vì lịch quay quá dài. Nhằm lúc Nguyễn Hải có thời gian, Mạc Hải, phó đạo diễn Quỳnh Búp Bê đã mời người bạn cũ cùng đóng phim. Lúc đến casting, dù vai Cấn đã từng được cân nhắc cho 2 đến 3 người nhưng ngay lập tức đã được chốt cho Nguyễn Hải. Vậy một đại tá làm thế nào để hóa thân vào một vai tú ông? Một vai diễn muốn đời thì phải lấy từ thực tế nên nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải đã lấy thông tin từ báo chí, đi gặp các chủ nhà hàng, tiếp xúc với các tiếp viên để có cái nhìn cận cảnh nhất. Ở một vị trí diễn viên có kinh nghiệm nhưng nguyên là một đại tá, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải phải có cách diễn chừng mực, không thể quá đà hoặc diễn quá non mà chỉ gợi liên tưởng cho khán giả. Ai cũng nghĩ lão Cấn nuôi gái mại dâm là sẽ sới trước khi cho tiếp khách, nhưng chỉ thấy ở trên phim những cảnh chỉnh trang quần áo, thấy có hàng chục em vây quanh massage như chưa hề có bất cứ hành động nào vồ vập, nhưng vẫn khắc họa đủ hình ảnh của một kẻ kinh doanh trên thân xác phụ nữ. Lâu không đóng phim truyền hình mà quay lại đóng với toàn diễn viên trẻ, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải không hề có sự phân biệt về vai vế. Ông luôn quan niệm, bạn diễn là thầy. Khi mình đóng, người ta xem, khi người ta đóng thì mình xem, đóng góp cho nhau để cùng tiến bộ thì đừng bao giờ tự ái. Trước khi vào vai Cấn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải đã thành gương mặt điển hình cho những nhân vật dạng trí thức lưu manh, mưu mô, nham hiểm, những vai gián điệp phản động, phản bội Tổ quốc. Vì hóa thân vào nhân vật trong một thời gian dài mà vài tháng sau ông mới thoát được vai. Nhiều khi quen diễn sếp lớn, đang ở trong chốn đông người, ông cứ nói oang oang, đến khi bị nhắc mới sực nhớ ra mà xin lỗi. Nhập vai quá cũng khổ, chuyện bị chửi, thậm chí bị đuổi đánh vì ghét do đóng vai phản diện đã thành chuyện như cơm bữa với nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải. Mình hơn 60 tuổi mà bị gọi là thằng nọ thằng kia. Đi xe buýt thì bị chỉ trỏ, ông này quen quen, xong lại gọi, ơ thằng Cấn kìa, là chuyện đã quá quen rồi. Có những người còn cợt nhả, bắt chuyện nam diễn viên chỉ để nói về chủ đề ca ve, gái mại dâm. Khi tiếp xúc với diễn viên Nguyễn Hải ở ngoài đời, rất nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi khác xa với những vai kẻ xấu điển hình trên màn ảnh. Những cái híp mắt hay nụ cười nhếch mép của ông lại không hề gian hay đẻo mà lại cực kỳ dễ gần.
Ngoài gương mặt đều cáng cùng biểu cảm ấn tượng, Nguyễn Hải cũng sở hữu một giọng nói khá lạ, trầm khàn khi thì như gió thổi, lúc lại như đống thủy tinh vỡ ném vào thùng. Giọng nói này vốn không phải là giọng nói từ khi cha sinh mẹ đẻ của ông. Năm 2003, Nguyễn Hải đi quay bộ phim do Na Uy và Mỹ hợp tác rồi phải mổ polyp thanh quản vì thời tiết quá lạnh. Sau khi phẫu thuật, ông lại không kiêng mà uống nước đá nên giọng mới trở nên đặc biệt đến vậy. Với giao diện không gây thiện cảm với mọi người, Nguyễn Hải từng rất khó khăn khi theo đuổi bà xã. Là sinh viên học chung lớp ở trường sân khấu điện ảnh, vợ ông từng không thích người bạn chuyên đóng những vai phản diện này. Tuy nhiên, sự chân thành và bí kíp mưa dầm thấm lâu của Nguyễn Hải cũng đã chinh phục được bà xã. Chinh phục được nàng xong rồi, đến khi ra mắt, bố vợ tương lai lại thẳng thừng nói với con gái ngay trước mặt Nguyễn Hải: "Mày mà lấy thằng này, ngày nào nó cũng đánh cho mày trăm trận." Dẫu vậy, suốt bao nhiêu năm chung sống, Nguyễn Hải luôn tâm niệm, phim là phim, còn trong gia đình, bát đũa còn có lúc xô thì to tiếng khó có thể tránh, nhưng chuyện động tay động chân là điều không được phép xảy ra dù bất cứ lý do gì. Lúc nào nói về vợ con, ông cũng thể hiện một sự trân trọng và yêu thương, bởi đó chính là hậu phương vững chắc nhất mà nghệ sĩ này có. Họ là những người hiểu biết về nghệ thuật, biết chia sẻ, cảm thông, yêu thương với nghệ sĩ. Khi còn bé, con của Nguyễn Hải lúc đầu còn sợ vì thấy bố ở trên phim ác quá. Nhưng giờ, khi đã trưởng thành, thấy bố ở trong phim Quỳnh Búp Bê bị dàn gái làng chơi ăn mặc khêu gợi vây quanh, con ông hiểu đó là nghề và việc của diễn viên là phải diễn làm sao cho đời nhất có thể. Quả thực, để theo được nghiệp diễn và để hoàn thành tốt gần 20 vai diễn phản diện trong suốt 30 năm qua, ngoài tình yêu nghề cháy bỏng, Nguyễn Hải đã phải tôi luyện cho mình một tinh thần thép. Bởi không chỉ có công chúng hằn học, chửi bới ông, mà ngay cả những người thân trong gia đình cũng từng quay lưng chỉ vì ông thường xuyên vào vai phản diện. Nguyễn Hải chia sẻ: "Ngày tôi đóng vai Thiết trong vở kịch Ông Không Phải Là Bố Tôi, mẹ tôi đã gọi điện lên và bảo: 'Mẹ buồn lắm, tại sao sinh con ra, nuôi con khôn lớn bây giờ con lại vào vai một đứa con bất hiếu mà thốt lên ông không phải là bố tôi.'" Còn khi phim Chuyện Làng Nhô ra mắt, sự nham hiểm, độc địa của nhân vật đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tới mức dân làng cứ đi qua nhà tôi là dị nghị. Bố tôi rất buồn bực, ông đã chất vấn tôi rằng: "Thiếu gì vai tử tế mà còn lại diễn cái vai mất dạy tù tội thế?" Để rồi mỗi lần người ta đi qua ngõ nhà, người ta lại réo lên: "Con ông là thằng mất dạy." Rồi cũng chẳng để tôi kịp thanh minh, ông cụ bảo: "Tôi không cần biết, tôi nuôi dạy anh như thế, cho anh ăn học như thế, anh làm gì thì cũng phải nghĩ chứ." Tôi sợ đến mức không dám về nhà cả năm liền. Sợ bố giận, tôi phải nhờ nhiều người giải thích với cụ rằng đó chỉ là sự sáng tạo nghệ thuật, chỉ là vai diễn. Dần dần, ông cụ mới nguôi ngoai. Bi kịch đến với Nguyễn Hải không chỉ dừng ở đó. Quá thành công với những vai diễn độc ác khiến hình ảnh của anh trong mắt các con cũng trở nên đáng sợ. Năm con trai tôi học lớp 5, bạn bè thường xuyên trêu chọc mắng mỏ rằng: "Bố mày là tên tội phạm, mày là con nhà mất dạy." Con trai tôi sợ hãi và buồn rầu tới mức thường xuyên bỏ học. Về nhà, cháu chỉ nhìn thấy bố là nấp sau ghế. Tôi tưởng rằng tôi đã mất cháu. Tôi không thể dạy dỗ được nữa. May sao cháu được một cô giáo trẻ nâng đỡ, kèm cặp và dần trở thành một học sinh giỏi. Những ngày ấy, không chỉ có con trai sợ hãi tôi mà ngay cả con gái cũng xa lánh. Những năm cháu học mầm non, cứ gặp bố là đứng nhìn chằm chằm. Lớn hơn một chút, cháu xa lánh tôi, cứ thấy bố về là trốn. Cay đắng, tủi nhục là vậy, nhưng Nguyễn Hải chưa một lần muốn từ bỏ nghiệp diễn. Đã gọi là nghiệp thì không thể nào bỏ được. Hơn nữa, từ thời đôi mươi, tôi đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống bình yên, an nhàn của một kỹ sư để theo đuổi nghề diễn, thì chẳng có lý do gì tôi lại từ bỏ nó. Gian truân, cay đắng và cô đơn là có, nhưng nghề diễn là đam mê của tôi. Chỉ khi nào không còn đủ sức để diễn, tôi mới dừng lại. Nam nghệ sĩ cũng từng trải lòng, tôi vẫn mong có cơ hội được đảm nhiệm những vai hay hơn, ấn tượng hơn thế. Chỉ hơi buồn một chút là có lẽ do cái mặt tôi không thể chính diện được nên mãi vẫn chỉ được giao vai ác. Vai diễn Tú Ông Cấn trong Quỳnh Búp Bê lại một lần nữa đóng góp vào bộ sưu tập những vai diễn phản diện của Nguyễn Hải. Tuy nhiên, càng đáng ghét bao nhiêu càng chứng tỏ nghệ sĩ đã thành công bấy nhiêu. Chúc cho nghệ sĩ sẽ luôn có sức khỏe tốt để cống hiến cho nghệ thuật và công chúng.
Bộ phim Quỳnh Búp Bê vẫn đang tiếp tục được phát sóng vào các tối thứ hai, thứ ba hàng tuần lúc 21:30 trên kênh VTV3. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Nếu các bạn thấy video hữu ích hay có bất kỳ góp ý nào, xin vui lòng viết bình luận ở bên dưới. Chúng tôi xin chân thành tiếp thu và rút kinh nghiệm để thực hiện những video chất lượng hơn. Hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé.